Mời cả nhà mình hôm nay ăn cơm cùng với Emma một bữa ăn rất đơn giản, không mất nhiều thời gian, đó là nấm trộn với rau củ quả nhưng cách chế biến cực kỳ healthy, tốt cho sức khỏe, đặc biệt là những ai có vấn đề liên quan bệnh lý, ăn theo phương pháp chữa lành mà Emma hướng dẫn. Anh chị em mình thấy cái thời gian cải thiện chữa lành rất là nhanh, hoặc là những người ăn chay mà không lo bị thiếu chất thì ăn theo cách này mọi người cũng thấy là mình ăn người rất là khỏe nhé. Rồi chúng ta cùng nhau đi làm món ngày hôm nay. Đây là cái nguyên liệu cho cái món rau củ ngày hôm nay ăn cơm rất là ngon, là mình gồm có hai quả cà chua chín này, và các bạn dùng đến 3 đến 4 cây nấm đùi gà, củ của hành tây, hai nhánh tỏi và 3 đến 5 cái cây nấm hương. Món này có nấm hương rất là ngon, một quả ớt và một nắm rau cần tây nhà mình ấy, cái loại cần tây mà chúng ta cần tây ta đấy. Và chúng ta sẽ làm cái món này cho ngày hôm nay ăn cùng với cơm nhé. Chúng ta sẽ cho nước thay vì dầu ăn phía trước. Đấy, khi mà nó nóng nóng rồi, mình sẽ cho hành và tỏi vào, rất là thơm. Cái bí quyết nấu ăn là họ cho hành tỏi vào để pha xào nó thơm lên món ăn, nó tự khắc là nó sẽ có cái hương vị đặc biệt, mà xào với cách chế biến healthy của Emma nữa thì cực kỳ tốt. Nếu nó mà hơi khô thì anh chị cho thêm một chút nước vào cho đỡ khô, sau đó chúng ta cho nấm hương chúng ta luộc rồi chúng ta ngâm để cho nó sạch và nó nở ra, nó không bị khô. Sau đó chúng ta sẽ đảo ra, chúng ta xào tiếp cho nó đậm đà. Tiếp theo nữa, đấy, chúng ta cho thêm cái nấm đùi gà, chúng ta cũng thái kiểu như này anh chị, đấy. Thái kiểu như này vào, nó có cái vị ngọt tự nhiên của nấm rất là dễ ăn. Đó, cho mình đảo đều, nếu khô thì mình lại cho thêm nước vào, mình sẽ đảo qua. Vì nấm thì đun nó lâu hơn một chút. Trong quá trình đun mà nó hơi bị khô thì mình cứ từ từ cho thêm một chút nước vào nhé, bởi vì những cái loại này nấm với hành thì nó hay hút nước đấy. Mình sẽ cho thêm một chút gia vị vào, cho mình đã xào qua thêm chữ cho nó nấm cho đậm đà nhé. Mình cho thêm một chút muối biển vào hoặc là muối hồng, rất đơn giản. Cho thêm cà chua vào, mình đảo lên đấy, có cái sốt cà chua vào nữa. Hấp dẫn chưa? Cái món này ăn với cơm là hết ý. Trong cái quyển sách ăn chay healthy mà Emma có xuất bản ấy, em có nói rất là chi tiết về cái phương pháp và thực đơn trong hàng ngày gồm những gì để chúng ta sống khỏe, ăn không bị thiếu chất. Bởi vì thực ra cái phương pháp ăn thuần thực vật, nếu chúng ta chế biến đúng, chúng ta áp dụng đúng cái nguyên tắc ăn uống ấy, thì chúng ta chữa lành bệnh rất là tốt. Thì quan trọng là chúng ta học cách là nghe cơ thể của mình, đúng không ạ? Rồi mình cho thêm một chút ớt cay, nếu bạn nào có thích ớt cay thì cho vào, nếu không có thì không nên cho nhé. Hoặc là nếu như mà mình thích ăn cái vị nước tương nữa thì cho thêm một chút soy sauce vào, cho mình nêm nếm gia vị theo sở thích của mình nhé. Còn không thì chỉ một chút muối hồng thôi, vì bản chất theo kinh nghiệm của Emma đó là cái nấm này thì nó có cái vị ngọt rồi, hành tây nữa kết hợp với tỏi nó có vị ngọt tự nhiên rồi, chứ nhiều khi là cũng không cần phải cho quá nhiều gia vị. Công nhận nó rất là ngon luôn cả nhà ơi, bởi vì cái nấm ấy, như bản chất là nấm, người ta hay làm bột nêm từ nấm chẳng là có khác, bởi vì trong nấm nó ngọt. Bây giờ cuối cùng là mình mới cho cái cần tây ta của mình vào. Đấy, cần tây ta của mình nó cái mùi hằng đặc biệt, nó kết hợp với nấm của chúng ta và cà chua, nó lên cái mùi rất là dễ ăn. Thì nhà mình để ý một chút này, cách chế biến này của Emma hôm nay là không hoàn toàn không cho dầu, như mọi người để ý là trong cái món rau củ của mình là đã có dầu rồi, cho nên là đối với phương pháp chế biến này, những cái người mà bị bệnh ấy, chế biến không dầu và không muốn ăn đồ ăn kiểu nhiều khi không thích ăn đồ ăn sống ấy, thì muốn ăn rau củ quả kiểu như này, thì anh chị em mình học cách chế biến như của Emma nhé. Mình sẽ cho ra đi ăn cơm. Đấy, cả nhà nhìn thấy rau củ nó có cái độ bóng không? Nó rất là bóng luôn nhá. Nó thơm từ nấm với cái cà chua và cái sốt cà chua này ăn với cơm thì hết ý luôn. Đấy, làm cái món này các con cũng rất là thích ăn. Mà lại giảm dầu mỡ, cách chế biến lại rất là healthy, đúng không cả nhà? Đấy. Thì cái món ngày hôm nay là chúng ta vừa làm xong, chúng ta có thể ăn cùng với một bát cơm gạo lứt rất là ngon miệng. Emma đã chuẩn bị sẵn một bát cơm gạo lứt này rồi. Thì anh chị em mình nhớ sẽ làm món này cho cả gia đình mình cùng ăn nhé. Trong cái quyển sách ăn chay healthy của Emma, đấy anh chị em mình, những ai mà chưa có sách học về nấu ăn chay, cân bằng dinh dưỡng, không lo thiếu chất, mọi người nhớ có quyển sách này, có tại Tiki và Shopee, đặc biệt là có chế độ ăn cho những người bị bệnh liên quan đến ung thư, tim mạch, tiểu đường. Các phương pháp chữa lành của bác sĩ nổi tiếng trên thế giới, anh chị em mình nhớ áp dụng. Và các thực đơn khẩu phần ăn chay thì mọi người nhớ có nhé. Và Emma rất là mong chúng ta mỗi ngày một bữa ăn xanh để nâng cao chất lượng cuộc sống. Thì bây giờ thì mời anh chị em mình chúc cả nhà mình sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.